Đồ gỗ Tân Thành xin chào tất cả anh chị và các bác. Và thưa anh chị và các bác, hiện tại đang là mùng 8 tháng 10 năm 2023 âm lịch rồi các bác ạ. Thì cái thời điểm từ bây giờ đến Tết nó chỉ còn khoảng hơn 2 tháng một chút thôi. Đấy, thế nên là cái khoảng thời gian này, các gia đình bắt đầu sắm sửa cho cái việc là chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Những cái sản phẩm đồ gỗ của Tuấn Thành chúng tôi, đặc biệt là những cái sản phẩm đồ cây cũng như là tranh gỗ và những cái bức tượng gỗ các bác nhá. Thì trong video ngày hôm nay, Thành cũng xin giới thiệu tới anh chị và các bác một trong những cái lựa chọn để có thể trang trí cho không gian gia đình nhà mình. Đó chính là hai cái sản phẩm đồ hồ cây túi trụ vát 2m30 gỗ mun nuôi công các bác ạ. Thì với cái mức tầm giá nó vừa phải thôi, ở cái mức mà gia đình nhà nào cũng có thể là sở hữu được cái sản phẩm như thế này để có thể trang trí và cho không gian phòng khách gia đình nhà mình để cho nó ấm cúng hơn, cũng như là có một cái Tết nó sung túc hơn các bác nhá. Thì cạnh bên cạnh Thành đây là hai cái sản phẩm 2m30, chiều ngang là 95 và chiều sâu là 41, được làm từ chất liệu gỗ mun nuôi công. Và cả hai sản phẩm này đều là hai sản phẩm hàng liền các bác ạ. Thì hai sản phẩm hàng liền này được chúng tôi mới hoàn thiện gần đây. Còn những cái sản phẩm lô ở video trước chúng tôi đã bán hết rồi. Thế nên là chúng tôi phải hoàn thiện và thêm những cái sản phẩm mới để có thể sớm phục vụ cho anh chị và các bác chuẩn bị đón cho cái Tết 2024 này. Tại vì cái thời điểm này chúng tôi là đang bước vào thời điểm cao điểm, thế nên là sản phẩm nó đi rất là nhanh. Những sản phẩm vừa ra lò có thể là bán đi được luôn. Thế nên là anh chị và các bác nếu muốn sở hữu những cái sản phẩm chất lượng về trong gia đình nhà mình phải liên hệ nhanh với anh em Tuấn Thành chúng tôi, hoặc là gọi điện để có thể xác nhận đặt để chúng tôi có thể hoàn thiện và lúc xong thì chuyển cho anh chị và các bác luôn. Thế nên là những cái sản phẩm mà chúng tôi lên video mà báo giá thế này thì là những cái sản phẩm mà chưa có vì khách nào đặt cả, thì anh chị và các bác có thể tham khảo lựa chọn các bác nhá. Còn đến cái thời điểm mà đến nửa tháng 12 âm lịch trở đi á, thì chúng tôi gần như là không dám nhận hàng đặt nữa, bởi vì sao, cái khoảng thời gian nó không đủ một tháng, không đủ để anh em Tuấn Thành chúng tôi có thể, những người thợ chúng tôi có thể hoàn thiện được một cái sản phẩm chất lượng cho anh chị và các bác được. Có thật là hàng đắt thì nó phải làm kỹ càng hơn, nó chất lượng hơn và nó hoàn thiện thì nó cần thời gian nhiều hơn, cũng như là gỗ nó phải đảm bảo hơn cho anh chị và các bác. Thế là cái khoảng thời gian mà nó gấp gáp quá, đôi khi anh chị em các bác cứ muốn gấp thì chỉ có cái hàng sẵn thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh chị và các bác, còn cái hàng đặt thì chúng tôi không thể làm vội được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín cũng như chất lượng của anh em chúng tôi. Bởi vì nó hoàn thành nhanh thì hoàn thành được, nhưng nó sẽ không kỹ, không đẹp, cũng như là không đảm bảo chất lượng cho anh chị các bác, sau này nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên là chúng tôi đến cái khoảng thời gian đấy chúng tôi sẽ rất là ít khi nhận đặt các bác nha. Thế nên là các anh chị có nhu cầu sở hữu cũng như sắm sửa sản phẩm đồ gỗ chơi Tết, đồng hồ chơi Tết thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Trong khoảng thời gian này thì là cái khoảng thời gian hợp lý nhất các bác ạ, bởi vì nó sẽ đảm bảo có thời gian cho anh em thợ chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm nó tuyệt vời, nó chất lượng, đảm bảo có thời gian cho cái sản phẩm đồ gỗ của nhà mình. Để chúng ta có thể tìm hiểu thêm một chút về hai sản phẩm này nữa. Hai sản phẩm này hiện tại đang được chúng tôi lắp máy điện tử các bác nhá. Hai sản phẩm hàng liền, vòm liền, cánh liền và những chiếc cột liền hai bên hồi 2 phân, ván hậu liền dày 1 phân các bác nhá. Đây là những cái thông số mà lâu nay Thành đã nói rất là nhiều trên những cái sản phẩm, trên những cái video mà chúng tôi đã giới thiệu với những sản phẩm hương đá hay là cũng làm. Đây là cái kích thước tiêu chuẩn của bên Tuấn Thành chúng tôi. Và ở đây các bác có thể thấy này, chúng ta sẽ nhìn lại một chút nữa về những cái đường chi tiết hoa văn ở trên này. Đối với cái chất liệu gỗ mun nuôi công này thì với như cái tên của nó, những cái đường hoa văn nó rất là nhiều, nó hoa, nó đẹp như những cái đuôi con công thì các bác đấy, ở những cái đốm hạt na này, nó xoắn vân này, ở những tấm hồi, tấm hậu hay là thậm chí là cái tấm cánh trên, cánh mặt liền này, mặt trước liền này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Cánh này được liền và được khoét một cái mặt 32 ở giữa này để lắp vừa một cái mặt đồng sâm nhỏ không nhá. Bên dưới đây là phụ kiện đồng sâm thì hiện tại chúng tôi đang chưa treo được hết lên. Rồi còn tùy thuộc xem là anh chị các bác muốn nhu cầu lắp máy điện tử hay máy cơ thì chúng tôi sẽ lắp vào theo yêu cầu nữa. Thì hiện tại chúng tôi chưa treo hết các phụ kiện lên, để sau khi anh chị các bác xác nhận thì chúng tôi sẽ lắp. Và ở đây các bác có thể nhìn thấy này, ở trên này là được sử dụng kính lồi các bác nhá. Ở dưới đây là kính khung đồng. Thì về cái vấn đề kính này các bác ạ, thì cái kính lồi này thì nó tạo ra một cái chiều sâu cho cái phần mặt trên này nó đẹp hơn, cũng như là có cái nhìn nó khác hơn khi mà chúng ta nhìn vào. So với cái mặt phẳng thì cái kính lồi này thứ nhất là về giá trị thì nó lớn hơn rồi. Thứ hai là về cái giá trị thẩm mỹ thì nó cao hơn các bác nhá, nó đẹp hơn cũng như là sang trọng hơn. Và bây giờ này kính khung đồng cũng như vậy. Nó so với cái kính phẳng thì mà khi chúng ta nhìn vào nó có những cái ô này được tạo ra từ cái khung nẹp đồng này, các bác có thể nhìn thấy này. Để tạo ra được cái khung đồng nẹp này, kính này nó cũng không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Nó cũng rất là kỳ công đấy. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là qua cái khung kính này, chúng ta cũng có thể thấy được những sự vất vả của những người thợ làm ra những cái chiếc kính này, những cái khung này nó cũng rất là vất vả, rất là kỳ công. Ở dưới phần bên dưới bệ, ở dưới bệ thì rất là quen thuộc rồi, ở tấm ván đục ở giữa hai phần và ở xung quanh như là những cái chân bệ, chân cột, và những chiếc cơ chân này này thì cũng là những cái chiếc chân được làm liền các bác nhá, được đặt này rất là chắc chắn và không ghép hộp đâu ạ, nên là anh chị các bác yên tâm về cái độ bền cũng như độ chắc chắn của nó. Cột trên này
và tất cả những cái cột trên cột dưới này cũng được làm liền rất là chắc chắn này đó, anh chị có yên tâm. Và nó có cái kích thước cũng như là độ dài, độ rộng và độ lớn phù hợp để nó cấu tạo thành một cái sản phẩm 2m30 hoàn thiện, nó đẹp như thế này. Và với cái sản phẩm gỗ Mudicon này, các bạn anh chị ở trang trí trong không gian gia đình nhà mình thì thực sự nó rất là nổi bật luôn các bác ạ. Về độ bền thì nó không bằng gỗ mun Lào, nhưng mà về vân thì gỗ mun Lào nó có một cái nét đặc trưng riêng, còn đối với mun đuôi công thì nó lại có một cái nét rất là đặc biệt, đó chính là vân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài chỗ nào nó cũng sẽ có vân các bác ạ. Vân rất là đều, rất là đẹp luôn. Còn đối với gỗ mun Lào thì mình còn phải xem là có tấm nó sẽ là có phần rác nhiều, hay là có tấm nó sẽ phần vân trắng nhiều hơn, vân loang nhiều hơn, vân tắm ít hơn, hoặc là có những tấm vân tắm nó lại nhiều hơn, nó lại như thế. Còn đối với gỗ mun đuôi công, các bạn yên tâm, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, chỗ nào cũng sẽ có vân cho anh chị các bác. Đấy là những cái bác thích cái sự đẹp, đấy là những anh chị các bác thích sự nổi bật, cũng như là chúng ta sẽ sở hữu cái sản phẩm gỗ mun đuôi công thế này, về vân toàn là vân luôn các bác. Và với một bộ máy điện tử Sunny Hàn Quốc thì các bác anh chị có thể yên tâm sử dụng lâu dài, bởi vì là sử dụng bộ máy điện tử là sử dụng hai pin đại. Thì cái bộ đôi pin này nó, nếu mà đôi pin mới các bác nhá, đôi pin mới thì nó sẽ chạy được khoảng 5 đến 6 tháng. Trong xong khoảng đấy thì chúng ta chỉ cần lưu ý và nhớ cái khoảng thời gian và kiểm tra và thay pin cho nó đều đặn thì nó sẽ đảm bảo là chạy rất là lâu dài. Bởi vì là cái phần pin này nếu như nó bị han rỉ thì lâu sau khi nó bị chết han rỉ thì nó sẽ ảnh hưởng đến hộp pin và sẽ hỏng và hỏng cả cái bộ máy. Thế nên là anh chị các bác trong quá trình sử dụng chúng ta cũng nên lưu ý một chút khi mà cảm giác, khi mà nghe. Thứ nhất là lưu ý về khoảng thời gian. Thứ hai là chúng ta nghe cái âm thanh hoặc là nhìn cái thanh lắc nó không chạy nữa, hoặc kim không chạy nữa, chúng ta phải kiểm tra ngay. Đấy, nó có thể là do cái đôi pin này nó đã bị hết. Thế nên là anh chị các bác phải để ý khi mà chúng ta sử dụng máy điện tử. Còn đối với máy cơ, đối với máy cơ thì chúng ta sẽ một năm chúng ta sẽ bảo trì lau chùi xịt dầu 1-2 lần thôi. Đó, đó là cái khi mà chúng tôi bàn giao cho anh chị các bác, chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như là đi kèm một cái lọ dầu các bác nhá. Đấy là những cái bộ máy cơ Đức. Còn hiện tại hai sản phẩm này thì đối với anh chị và các bác có nhu cầu sắm sửa cho cái dịp Tết này thì cái sản phẩm đây là không thể bỏ qua được rồi, vì kích thước mẫu mã rất là đẹp, rất là mới, cũng như là chất liệu gỗ thì yên tâm, các anh chị yên tâm, chất liệu gỗ nuôi công này rất là đảm bảo rồi, chắc chắn độ bền cũng như là về giá cả thì nó rất là phù hợp. Và hiện tại thì hai sản phẩm này nó có cái mức giá là bao nhiêu đấy chị các bác có thể sở hữu được. Thì tại cơ sở Tuấn Thanh chúng tôi sản phẩm 2m30 hàng liền và có được lắp một bộ máy điện tử Sunny Hàn Quốc thì có cái mức giá là 18 triệu đồng các bác nhá, đối với hàng liền. Còn đối với hàng ghép thì sẽ là 16 triệu đồng. Thì hai cái sản phẩm nó là hàng ghép và hàng liền thì các bác anh chị có thể tham khảo đối với cái mức kinh phí như thế, đối với mức kinh phí như thế, mức chi tiêu như thế, các bác anh chị có thể sử dụng một cái sản phẩm nó có phù hợp hay không, nó có đảm bảo chất lượng yêu cầu của gia đình nhà mình hay không, thì các bác anh chị có thể tham khảo hoặc là liên hệ qua số điện thoại của Tuấn Thành chúng tôi trên màn hình để có thể được gặp anh em Tuấn Thành và được hỗ trợ trực tiếp các bác nhé. Và một lần nữa video ngày hôm nay đến đây Thành cũng chỉ muốn giới thiệu qua cũng như là giới thiệu tới anh chị các bác hai sản phẩm hàng liền của gỗ mun đuôi công này để các bác anh chị tham khảo và có thêm cái sự lựa chọn cho cái gia đình nhà mình. Một lần nữa cảm ơn anh chị các bác đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi video của Tuấn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của đồ gỗ Tuấn Thành. Xin chào.